một trong những đặc sản không thể thiếu trong các đám cưới, đặc biệt là đám cưới ở vùng quê, đó chính là pháo giấy. Quả thật đám cưới mà có dăm ba ống pháo giấy nổ lên, tung giấy màu xanh đỏ thì rộn ràng hơn hẳn, vừa tạo không khí vui tươi, vừa đánh dấu những thời khắc đặc biệt của hôn lễ. Tuy nhiên nếu mà bắn pháo giấy nhiều quá, tung tóe quá, tưng bừng quá thì không vui đâu. Mới đây, đoạn clip ghi lại màn pháo giấy rập trời trong một đám cưới đã được đăng tải lên mạng xã hội, hài hước đấy, nhưng chỉ trích cũng không ít. Trong đoạn clip được đăng tải, vào thời điểm chú rể đưa cô dâu đi bộ qua ngõ để tiến vào hôn trường thì có rất nhiều nam thanh niên đứng xung quanh bắn pháo giấy chúc mừng. Hàng chục quả pháo được bắn lên tung khói xám và giấy màu tung tóe, dây kín cặp tân lang, tân nương, phủ rợp cả con nhỏ nhỏ. Cô dâu chú rể thì phải cúi người, lấy tay che đầu khi vượt qua trận địa pháo giấy của nhóm thanh niên. Không chỉ bắn pháo giấy ngoài ngõ, nhóm thanh niên cũng quyết nhuộm màu cả hôn trường với hàng loạt ống pháo bắn không ngừng nghỉ. Chẳng biết họ đã bắn bao nhiêu pháo, chỉ thấy đống giấy màu và xác pháo đã phủ kín khu vực sân khấu, bay rợp đầu ca sĩ đang cầm micro để hát. Ảnh cắt từ clip. Đoạn clip trên được đăng tải với nội dung khi chú rể bị quá lâu khiến nhiều người phải nghiêng ngả cười, đồng thời cũng khá bất ngờ trước độ chịu chơi của nhóm thanh niên bạn bè chú rể. Tuy nhiên bên cạnh đó nhiều người lại phản đối việc bắn pháo giấy quá nhiều như vậy, cho rằng không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn mà còn rất mệt mỏi cho những người phải dọn dẹp. Bạn cá lời bình luận, nhìn thì vui đấy nhưng nghĩ đến lúc dọn lại ngại, cứ bắn liên tục thế kia có khi cả vài cân giấy màu bay khắp nơi ấy. Bắn khói mù mịt, giấy tung tóe có gì mà hay. Bắn một tí cho vui thì được chứ cứ như xả kho hàng pháo dư từ Tết thế này chỉ mệt hội phụ nữ dọn dẹp, xong mai mưa nó trôi tắt cống thì ngồi đấy mà bắn anh cuộn bờ khá gay gắt. Hay như bạn mờ. À cũng viết, cái pháo này nguy hiểm phết đấy chứ đùa đâu, thanh niên bắn thôi chứ để bọn trẻ con động vào là nguy hiểm như chơi. Hiện đoạn clip trên dẫn